một tài xế xe tải may mắn thoát nạn khi bất cẩn để phương tiện kéo gãy đổ thanh giới hạn chiều cao cầu, khiến khung sắt nặng hàng trăm kg đè hư hỏng cabin xe tải. Vụ việc xảy ra chiều ngày 21 tháng 5 tại chân cầu Ông Buông, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chiếc xe tải loại 1,4 tấn chạy trên đường Tân Hóa hướng từ Hồng Bàng đi đến chân cầu Ông Buông, quận 6, thì phần thùng xe vướng kéo đổ thanh giới hạn chiều cao cầu. Khối sắt nặng hàng trăm kg ngã đè hư hỏng đầu cabin xe tải. Lực lượng chức năng quận 6 nhanh chóng phong tỏa nhánh đường di chuyển xuống dạ cầu Ông Buông. Các công nhân cầu đường tiến hành khắc phục sự cố, di dời xe tải cũng như lắp đặt lại khung sắt giới hạn chiều cao để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Một nhân viên quản lý tuyến đường này cho biết, khung sắt giới hạn chiều cao tại chân cầu Ông Buông, quận 6 đã nhiều lần bị các phương tiện có kích thước lớn di chuyển qua tông ngã.